vậy là đây có cái thùng thái nè, mấy trái? Ba thùng thái giao hết luôn ha. Dạ. Đó, thùng thái lớn. Thùng 900 với hai, một thùng 300 với thùng 200. Xin chào quý khán giả, Từ Siêu đã có mặt tại Kinh Linh Quỳnh thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Phía sau lưng Từ Siêu là một chiếc vỏ nghề ủi xịp. Ở đây anh chủ nói là giao hết luôn, giá 250 triệu, thương lượng nhẹ. Bây giờ Từ Siêu mời quý vị vô chi tiết. Rất là nhiều đồ, nhanh tay nha. Cái vỏ này quý vị có thể là làm được nhiều nghề lắm. Ngoài nghề ủi xịp ra, cứ theo Từ Siêu sẽ có nhiều thú vị. Đây chiếc mũi nha. Vỏ này chủ là mua lại ở bên An Giang. Vỏ là thân cây sao quý vị. Lắp keo rồi. Keo nguyên con rồi. Quá xinh nè. Vỏ cũng đang hoạt động bình thường ha. Rồi bây giờ sẽ lên vỏ vô chi tiết. Quá trời cặp dép à. Inox 304. Đó, đây anh chủ nè. Cái vỏ này cặp ngán của nó là cây gì em nhớ không? Cây sao ạ. Cây sao luôn ha. Dạ. Lắp keo nhiều lớp? Lắp keo 4 lớp ạ. Keo 4 lớp ha. Dạ. Vừa lên. Ủa sao bán vậy? Dạ tại vì chị ba em lớn tuổi thì không làm nghề nữa em bán ạ. Em làm nghề khác ạ. Rồi em làm ruộng. Rồi đó. Cặp ngán bự quá vậy. Ngán cây sao nha. Cặp ngán này cũng là mấy chục triệu nè ha. Dạ. Keo là dày. Ủa vậy là đây có cái thùng thái nè, mấy trái? Ba thùng thái giao hết luôn ha. Dạ. Đó, thùng thái lớn. Thùng 900 với hai, một thùng 300 với thùng 200. Ừ. Đó thì ở đây cũng có lót cái sàn nè. Keo dày ha. Giao hết luôn ha. Dạ. Chút nữa nổ máy kiểm tra. Cái phần thân này lắp nhiêu lớp em nhớ không? Là 3 lớp. 3 lớp keo hả? Dạ. Ừ. Lúc trước là mua ở bên Giang à, ta làm nghề chắc chở lúa quá. Dạ chở lúa. Quá đã ha. À, bây giờ chúng ta sẽ xuống hầm mũi. Kích thước đi, bây giờ mình nói kích thước trước đi. Dạ, ngang nhiêu? Dạ ngang 3.6 á, dài 16. Dài 16. Dạ. Còn chiều cao này chắc cỡ mét mét 4 quá. Dạ. Cỡ mét 4. Rồi xuống đây nha, vô hầm mũi nha. Ở đây là cái bình ga đơn, rồi nồi cơm, bình ga. Miệng xịp này nè, là có tổng cộng nhiêu miệng em? Dạ tổng cộng 6 miệng xịp. 6 miệng ha. Dạ. Đó. Thì giao đủ với bị 6 miệng nha. Vô đây thôi. Đồ nghề là đầy đủ nha quý vị. Cái nghề ủi xịp á là bị biết cái đó. Đồ nghề đầy đủ. Cây cối nè. Vậy cũng có sửa lại là cây bạch đằng phải không ta? Dạ. Bạch đằng có sao có. Bạch đằng có sao có nha. Ba trời chuột nó cắn nè. Tùy theo. Rồi cũng được quý vị ơi. Được nha. Có cái miếng đó hơi bị hư chút xíu đó, chỗ đó đó. Nó quay thực tế gì đó, cái miếng ngang á. Giờ thì mình làm lại sao? Rồi, im, đi ra. Đi sao mà. Đâu hết luôn. Vỏ này quý vị cứ thương lượng với chủ nha. Đó. Mọi thứ đều ngon lành đó. Mình thấy nãy hư chút xíu thôi. Chiếc mũi á. Rồi bây giờ vô trong. Mở cho nó sáng đi em. Cửa này không? Nó chỗ ngồi lái của đại công. Vô lăng nóc, đây gà số. Ở đây là có cái máy điện nhỏ. Wow, để chế cái máy xe nè. Làm thời luôn. Hoạt động bình thường ha. Rồi vô phần máy nè. Ủa ở đây có
lặn luôn nè. Lặn xin. Lặn chân vịt. Máy đây. Rồi gan sao nha. Này hệ thống lấy dây chỉ cần cung. Ủa gì là cái phần này bánh lái của nó là bánh lái gì ta? Cốt bánh lái sắt, cốt inox, sắt lắp keo, sắt lắp keo. Inox. Dạ. Rồi bây giờ vô đây nha. Phi này phi chứa dầu. Ủa dầu này là cho nhiêu lít chị vậy? Dạ em cho 2 can chạy gì anh? Cho 2 can ha. Dạ. Rồi. Phi này là phi dầu chạy 300 lít ha. Quá thì can mấy chục cái luôn nè, can chứa dầu. Cứ gọi cho chủ đi. Mình ở đây là không phải cò nha quý vị. Mình quay giúp chủ thôi. Đây thùng chìa khóa của nó nè. Đồ đạc mua lặt vặt thì tiền không bộn. Bình ở đây, bình đây là có sao? Một cặp 200 với một cặp 150. Ờ, cặp 200, cặp 150 đó. Này máy đây. Máy này máy gì em? Dạ D16. Ờ, Hyundai ha. Dạ. Hyundai dạ. 6D16. Dạ. Này là em bao ít tăng đa không? Dạ, bao ít tăng đa. Đại tu chưa? Đại tu rồi. Đại tu rồi ha. Dạ. Ừ. Chút nữa kiểm tra hơi hám. Về phần hộp số này là nhiêu? 135A, 6 tua. 6 tua. Dạ. Còn cái lắp của nó đây. Lắp này nhiêu ly? 70 ly ạ. À. 70 ly ha. Dạ. Ừ. Inox. Inox. Còn chân vịt của nó nhiêu? Chân vịt dịch thao 4 cánh thước 25. Thao 4 cánh mét 25 đó. Thì như vừa thấy đó là cái phần mui này nè là có sửa cây sao với bạch đằng hả? Cây sao. Sao bạch đằng. Rồi bây giờ nổ máy đi em. Nổ máy đi, kiểm tra hơi đám gì. Lên ga ơi. Sức ống nước này hoài. Về dặn cái cổ dê lại. Dạ dạ. Ở đây là từ siêu khám rồi nha. Máy có độ hơi nhẹ nha. Đó, thì cũng còn được nha quý vị. Độ hơi nhẹ. Nhưng mà còn được, quý vị cũng yên tâm ha. Chừng nào đem về cái mình chạy cho nó tới đi. Rồi mình kêu thợ làm luôn ha, lấy vốn. Rồi cứ gọi số điện thoại cho mình đó cô chủ á, mình để á. Rồi đi lên. Cho hai cánh dọc chạy về. Ở đây là có ba miệng guốc nè. Thì tới mùa thì quý vị đem ủi thôi. Này còn được quý vị, còn mới nha. Thì cứ gọi cho chủ đi. Quá đồ rồi. Trên đó mấy cái kết nữa kìa. Ở đây là cũng có hai miệng nè, để trên nhà. Tổng cộng là 6 miệng xịp, 3 miệng guốc. Thì đồ nghề của nó đầy đủ nha quý vị. Cái đồ nghề ủi xịp của này đủ nha. Xin nhắc lại nha.
đó, cái phần đó là mình không có quay nha. Phía bên sông nhìn qua nè, bây giờ quý vị cầm tiền mà làm mới á, mua ghe cũ về á, rồi soạn lại á, thì có thể là bộn tiền. Tại cái vỏ này á, bề ngang của nó là 3m6, nó bự, nó lắp keo rồi. Nếu mà đem về làm để mà chạy được luôn á là hơn 400 triệu đó quý vị, trên 400 á, cậu chữ Y. À, quý vị yên tâm đi, ở đây là Từ Siêu khám rồi đó, khỏi lo. Thân cây sao có kết hợp với cây bạch đằng, giờ chủ lớn tuổi rồi cho nên nó là thức đêm không nổi nữa. Rồi, gọi cho chủ nha, quay đến đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại nha.